người mà nói chuyện họ đang thảo luận về gì là gì, là website designer không có đúng không? Tư vấn tài chính chúng ta không nghe tí nào về tư vấn tài chính, hay là gì newspaper editor thì mà người biên tập và báo thì chúng ta cũng không có, đang nói đến tiểu thuyết và đang nói đến gọi là những cái sách bán chạy. Thì đáp án chuẩn của chúng ta là đáp án B là bookstore executive, tức là những cái người mà có gọi là quyền chức ở trong cái cửa hàng, họ nói chuyện với nhau thì họ mới, hay là what are the speaker talking about, kiểu kiểu như nói đến là gì, là bán hàng sold là gì, bán cái gọi là tiểu thuyết rồi bán những cái sách, đúng không? Như vậy đáp án chuẩn chúng ta là đáp án B. Ok, như vậy các bạn nhớ nhé, khi mà các bạn là đi thi, các bạn nhìn một câu hỏi phát hiện ra nó là câu hỏi tổng quan ấy, thì các bạn tập trung vào đâu? Vào đầu hội thoại cho thầy, nhớ nhé. Để có thể là làm tốt thì mời các bạn là đi luyện tập thêm các bài luyện tập phía dưới cho thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. Như thế, what is the conversation mainly about? Tức là gì, là cái hội thoại này chủ yếu là về gì? Hay là who most likely are speaker? Những cái câu hỏi kiểu kiểu như này, bản chất nó là những cái câu hỏi mà gì tổng quan. Hay là who are the speaker? Who is the woman most likely talking to? Đó, kiểu kiểu như thế. Where are the speaker? Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ set speaker. Đấy là vị trí, cũng là câu hỏi tổng quan. Where does the conversation most likely take place? Đó là câu hỏi tổng quan. Và thường thường những câu hỏi tổng quan này, khi các bạn đã nhận ra được là nó là câu hỏi tổng quan rồi, thì để trả lời nó ấy, các bạn chỉ cần tập trung vào phần đầu hội thoại. Phần đầu hội thoại nó sẽ trả lời cho mọi người, cho các bạn là gì cái câu hỏi đó, cái câu hỏi tổng quan. Để có thể là gì là nắm chắc hơn thì chúng ta cùng xét một cái ví dụ sau. Nào, đáp án A của chúng ta thì đến các thể loại câu hỏi trong phần part 3. Tôi new format chúng ta là gì? A design premise, tức là một cái tiền đề về thiết kế. Một cái đáp án B của chúng ta là equipment purchase, tức là việc là mua một cái trang thiết bị. Hay là đáp án C là một cái training program, một cái chương trình là gì đào tạo. Đáp án D của chúng ta là một cái business relocation, là một cái việc mà chuyển cái vị trí kinh doanh. Thế thì bây giờ là gì, là chúng ta cùng nghe hội thoại và các bạn lưu ý tập trung vào phần đầu hội thoại cho thầy nhé. Mời các bạn cùng nghe. Questions 1 through và bài hôm nay chúng ta tập trung vào câu hỏi tổng quan. 3 refer to the following conversation. Good afternoon. Is this the Homely Moving Company? I'm in the process of relocating my butcher store to new premises across town. And I was wondering if you could give me a quote for the cost of moving my equipment and supplies. We'd certainly be more than happy to offer you an estimate. What we'll need first is a list of all the heavy equipment you'd need us to move. How many large appliances do you have? Well, we have all câu hỏi tổng quan là những câu hỏi mà hỏi rất là tổng quan. The things you'd usually find in a butcher store, including two very large and heavy refrigerators. I can send you a full list if that would help. It may be better if I come out to your store myself and have a look at your equipment. That way I can provide you with an accurate quote. Would tomorrow morning work for you? Question 1. What are the speakers talking about? Rồi, trong phần hội thoại vừa rồi thì chúng ta là nhìn nghe thấy cái câu đầu là gì, là I'm in the hỏi chung chung, và thường thường là thì bao phủ toàn bộ process of relocating. Đúng không? Tôi đang trong cái quá trình là relocating, tức là gì? Là quá trình mà di chuyển, đúng không? Như vậy chúng ta chọn được ngay đáp án là gì? Là đáp án là đi, đúng không? Đi, để đi trong câu này. Rồi ok, thử xét thêm một cái ví dụ nữa nhé. Làm một cái ví dụ nữa. Cái ví dụ ở đây, chúng ta nhìn thấy câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ tư là who most likely are the speaker? Đúng không? Ai là cái người nói? Đúng không? Đáp án A là một cái website designer, tức là cái người thiết bộ nội dung của bài. Và câu hỏi này chúng ta có thể nhận cái web. Đáp án B của mình là bookstore executive, tức là những cái người mà quản lý cấp cao của bán sách. Đáp án C của chúng ta là những cái người mà tư vấn về tài chính. Đáp án D của chúng ta là newspaper editor, tức là những cái người mà edit, tức là như nào nhỉ? Editor là những cái người mà biên tập, đúng không? Biên tập báo. Thế thì là bây giờ là chúng ta là gì, là thử nghe nhé, tập trung vào phần đầu hội thoại. Mời các bạn cùng nghe. Biết rất dễ dàng. Ví dụ như là gì, những cái questions 4 through 6 refer to the following conversation. Marta, have you seen the latest sales figures? We sold far fewer adult fiction and young adult titles last quarter, and that sent our overall profits down almost 15%.
Yes, I know. I really think we need to move our strategy away from selling through our stores. We need to start selling on the internet as well, like our rivals do. I think you're right. If we continue as we are, we're going to keep... You know, what are the speaker discussing? Keep losing ground to our competitors. I'll set up another meeting with those e-commerce consultants we spoke with recently, and we can get the ball rolling on that. Question 4. Who most likely are the speakers? Như vậy là chúng ta vừa nghe một cái câu là gì là we sold, chúng ta bán một cái gì đó và chúng ta nghe thấy từ fiction, tiểu thuyết đúng không? Hay là title là gì là các cái cuốn sách last quarter. Như vậy ở đây có gì đó liên quan đến gọi là bookstore nhiều hơn là